với kênh xem chị Tây Dung học tần số Đồng Nai Trần Quang Vlog. Thì hôm nay là ngày thứ hai, nay ngày 19 tháng 7 2021 ha. Thì trong cái clip buổi sáng hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đến với một cái chủ đề nó cũng khá là hay. Cái đường vân này nó cũng khá là đặc biệt ha. Rồi, trước khi vào cái đường vân này thì mình xin giới thiệu lại, để nhiều khi các bạn có nhiều bạn mới ha, thì chưa có hiểu về cái kênh của mình ha, thì mình xin giới thiệu lại. Kênh mình là kênh về xem chỉ tay, nhân tướng, tử vi ha. Mang tính khoa học, hoàn toàn không có mê tín dị đoan được đó ha. Và cách mình xem đó là xem quá khứ, hiện tại và toàn bộ tương lai của một người, từng năm nó sẽ trải qua, nó diễn biến như thế nào về tất cả mọi việc, những xung quanh cuộc sống của mình ha, như công việc, công danh, tiền tài, vợ chồng, nhà cửa, đất đai, tài sản ha, mọi thứ từng năm mình xem mình sẽ nói rõ được hết. Rồi, mình đi vào thẳng chủ đề luôn ha. Hôm nay cái chủ đề của mình đó là cái đường vân tam tài. Hay đường vân này là đường vân cũng khá là đặc biệt, không phải là ai cũng có đâu. Cái đường vân này khi mà một người mà tay họ có là cái sự nghiệp công danh của họ, mọi thứ nó phát triển rất là thuận lợi, mà như là nó thăng tiến dữ dội ha. Đây thì hôm nay là cái mình đã vẽ trên tay cho mọi người đây. Đây là ba cái đường mọi người thấy ha, nó đi thẳng luôn một lèo, thẳng băng luôn ha. Đó, mọi người thấy khá là đặc biệt. Đường vân này hiếm người có lắm, không phải ai cũng có đâu. Có nhiều người mà bình thường như bàn tay phần lớn đa số thì các bạn thấy là các đường vân thì nó có thể có đường thẳng thẳng như vậy, mà nhiều khi hai đường khác thì nó lại bị mờ hoặc là nó bị gãy, bị đứt ha. Cho nên là cái sự thành công của những người đó nó có nhiều duyên nên chắc chở, nó không có tốt bằng những người mà đặc biệt có những cái đường vân như vậy. Ba cái đường này là đường định mệnh mọi người nhé. Đường thẳng lên cái ngón giữa này là đường định mệnh. Đây là theo cách của mình xem cho mọi người ha, thì đây cách gọi của mình, đây là đường công việc của cuộc đời của người đó ha. Còn cái đường mà lên cái ngón giữa áp út này ha, đây là cái đường công danh sự nghiệp. Công danh của người này có phát triển tốt đẹp hay không, mọi thứ thành công như thế nào thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái đường lên ngón áp út này ha. Còn cái đường thẳng băng này nó đi lên về ngón út này ha mọi người ha, thì đây là cái đường tài vận ha. Thì đây là cái đường vận may trong cuộc đời của người đó, từ trẻ cho đến già luôn. Thì ba đường chỉ này á ha, khi mà nó thẳng băng như vậy thì cái sự nghiệp của người này á, nó sẽ xuất phát từ lúc còn trẻ cho đến khi già, năm mấy 60 luôn. Thẳng băng toàn bộ như vậy nha, là cái con đường ngày của người này á, là sẽ từ trẻ cho đến già luôn. Họ coi như là cái công danh sự nghiệp và cái công việc của họ coi như là bước vào trên một cái tấm thảm màu hồng vậy. Bởi vậy cái đường cái ba cái đường chỉ đen như vậy, với cái đường chỉ tam tài này thật sự nó rất là hiếm gặp ở một số người. Phải nói là cũng phải đôi khi phải vài ngàn người gì đó ha, mới may ra kiếm được một người có đường chỉ nó thực sự đẹp hoàn hảo như vậy. Thì những người này nè, mà có những người mà có đặc điểm như vậy nè, thì họ trong cái công việc của họ ra đời ấy, thì cũng hay gặp và những quý nhân giúp đỡ lắm trong cái công việc, đủ mọi thứ. Cho nên là nó giúp cho họ thăng tiến từ những cái có thể từ những cái cấp bậc nhỏ rồi nó lên, nó phát triển lên đó. Cho nên là khá là đặc biệt. Về công danh cũng vậy, khi mà cái công danh nó thẳng băng như vậy ha, đó thì cái công danh người ta nó coi như là nó phát triển, nó cứ thăng tiến từng nấc từng nấc nó lên rất là nhanh ha, và nó sẽ đạt được cái đỉnh cao của cái danh vọng vật chất ha. Đó còn cái đường vận may nè, đó
cái đường là vận may của người đó ha, cho nên là cái vận may nó quá tốt, cho nên là khi mà bất kể trong cuộc sống công việc gì đó thì họ cũng khá gặp nhiều vận may tốt trong cái cuộc sống của họ, giúp cho họ khá là nhiều trong mọi thứ, trong công việc, trong đôi khi cả trong tình cảm. Nói chung là ba đường chỉ này là ba đường chỉ hoàn hảo, khá là đặc biệt đấy. Với những người bình thường ha, thì mọi người thấy đôi khi những mấy cái đường này nè, nó không có được thẳng vậy đâu, nó cứ vậy, xong cái lại nó thay đổi, cái nó chạy bên đây thay đổi chạy lên đây, hai cái đường này cũng vậy, nhiều khi nó đứt gãy, nó cứ thay đổi ấy. Thì những người mà bị thay đổi những cái đường này nó không có rõ, nó không thẳng băng như vậy ấy, thì sự nghiệp của họ ấy, tức là nó cứ phải có những bước thay đổi trong cái công việc, chuyển đổi nơi này qua nơi khác, rồi có những lúc thăng lúc trầm. Tại thăng trầm ấy, tức là khi mà cái đường công danh á, và cái đường đường công danh này á, và cái đường tài vận này nè, nó cũng gãy và nó thay đổi. Mà khi mà nó gãy á, tức là cái vận may của họ nó sẽ không tốt, nó không có sự ổn định, cho nên là những người mà không có ba đường hoàn hảo như vậy á, thì cái vận may của họ nó không có sự ổn định trong đó. Nó có lúc á, thì cái vận may với cái công danh thì nó sẽ liên quan đến cái tiền bạc và cái vận tốt đó ha, vì có lúc họ lại có nhiều tiền, lúc này lại lao đao lận đận, coi như kiếm kiếm đồng không có. Đó là cái đặc biệt như vậy á, của những người mà có cái vận may và công danh nó không có được hoàn hảo ha. Thì mình nói thì như tay mình vậy ha, hai bàn tay của mình, ba cái đường chỉ tài vận rồi công danh công việc của mình nó cũng không không hoàn hảo, cho nên cái lúc trẻ của mình nó cũng khá là lận đận. Mình là mọi thứ mình phải cố gắng rất là nhiều cho nó có sự ổn định như hiện tại như hôm nay ha. Đó. Thì mình cũng dẫn chứng cái thực tế như cá nhân mình hoặc là từ nhiều người khác mình xem. Tại không phải là tự nhiên cái đụng cái mình thành người thầy, cũng quá trình nó cũng cả 5 7 năm nay rồi ha. Còn cái trước đó thì ở cái giai đoạn mà mình hồi trẻ lúc 20 đổ ra thì mình cũng trải qua nhiều công việc, cũng như mọi người thôi, khi mà mới bước ra đời á, thì mình một là đi làm công nhân, hai là đi làm mà công ty hoặc là có bằng có cấp thì đi làm những cái chức vụ quản lý này nọ ha. Nhưng mà vì do cái đường công danh là vận may của mình á, nó phát triển không ổn định, cho nên là mình phải trải qua nhiều cái sự thay đổi. Đó là nó là như vậy. Rồi mình thì mình thì cái này nó cũng là một cái ví dụ ha, để mọi người ai mà toàn bộ khán giả trong trong ngoài ngoài nước, ai mà nhìn thấy tay mình nó thực sự mà có ba cái đường chỉ chính như vậy ha, đó, thì cứ nhìn lại, cứ ngẫm lại cái sự nghiệp, cái cuộc đời của mình thì nó có đúng như cái gì mình đang nói ha. Nó phải hoàn hảo như vậy nha. Đó. Rồi thì cái bàn tay mà mang cái ba cái đường chỉ chính như vậy thì nó quá hoàn hảo rồi, thật sự đôi khi mình vừa nói cái đường chỉ này phải 5 7 ngàn người đôi khi mới có người ha, nó tại nó quá đặc biệt. Con người này thì mà mang cái người mang bàn tay mà có ba đường chỉ như vậy thì họ thành công từ trẻ cho đến già luôn. Đôi khi chẳng hạn chỉ lâu lâu họ mới gặp một xíu cái gian nan nhỏ thôi, nhưng mà cái sự thành đạt thành công của họ thì khỏi là phải nói nha. Rồi thì hôm nay ha, cái chủ đề về cái đường quanh tam tài này thì mình cũng đưa đến cho mọi người ha, một cái dấu hiệu về một cái sự giàu có đối với những người mà may mắn sở hữu được cái đường quanh tam tài này ha. Thì cái điều này là cái điều thực tế ha. Mình đã có những xem cho
trước giờ mình xem cho khách đó ha. Đó thì là mình cũng có cái thực tế mình xem có người có cái đường bên này. Thậm chí là có trường hợp mình xem á là cái hồi gì à, cái hồi trẻ của họ á, họ có phản hồi cái hồi trẻ của họ thì nó không có đẹp ba thằng thẳng băng như vậy, nhưng mà khi mà họ bước ra ngoài 35 á, 30 trở ra á, thậm chí là 34 35 á, thì ba cái đường chỉ này là tự nhiên nó thay đổi, nó mọc thẳng băng như vậy. Thì cái sự nghiệp của họ là khi mình xem cho họ là phản hồi là nó thực sự nó thay đổi rất là coi như là một cái bước ngoặt thay đổi hoàn toàn 100% luôn, nó thành đạt mọi thứ. Rồi thì hôm nay là mình đưa cho mọi người ha một cái chủ đề khá là hay, nó mang tính thực tế lắm. Có cái đường chỉ này thì nó cũng hơi hiếm, đôi khi thì cũng có nhưng cũng chứ không phải là không có, nhưng mà đó là mình đưa cái dẫn chứng cho mọi người về cái đường chỉ nó thực sự gọi là đường chỉ quý. Rồi thì clip này mình cũng cái chủ đề này thì mình cũng làm ngắn thôi ha, trong chiều nay thì mình sẽ tiếp tục mình đưa mang đến cho mọi người thêm một cái chủ đề cũng hay nữa. Có thể là chủ đề về được sở hữu tài sản, nhà cửa, đất đai, cái dấu hiệu sở hữu nhà cửa, tài sản, đất đai. Dấu hiệu đó rất là hay, nhiều người tò mò lắm. Thì con người mình mà cái gì mà nó liên quan đến vật chất ấy, thì ai cũng tò mò. Rồi mình xin hẹn gặp lại mọi người trong cái clip vào buổi chiều nay ha. Ai các bạn xem kênh của mình ha, thì trong và ngoài nước á, tại mình biết khách nước ngoài xem mình nhiều lắm. Ai yêu mến mình á, cái kênh của mình thì cho mình cái subscribe, cái ấn chuông nha, mọi người nhớ ấn chuông để khi của mình cứ ra video mới là các bạn sẽ nhận được ngay. Rồi cho mình cái like, chia sẻ để cái kênh của mình nó phát triển mạnh mẽ hơn đến mọi người. Rồi cái số điện thoại của mình thì là để liên hệ là 0908 515 792. Sau đó là có Zalo, Messenger, Face để mọi người liên hệ nếu mà ai muốn xem trực tiếp ha. Có thể đôi khi mình có thể mình để cái số tài khoản của mình để trên cái link luôn ha. Là ai muốn xem trực tiếp gặp đợi thì cứ chuyển phí cho mình vào cái link đó là mình sẽ sắp xếp mình xem thôi. Như các khách ở trong cái hội chính xem chị Tây hoặc Đồng Nai của mình đó, họ có chuyển phí là mình xem hoàn toàn 100%, không có ai mà chuyển phí mà mình không xem cả. Khách mình xem 100% là họ luôn rất là hài lòng. Rồi mình xin hẹn gặp lại mọi người trong cái link chiều nay nha. Mình xin chào mọi người.